Truyền thông Nhật Bản hôm qua đưa tin Thống đốc Tokyo ông Naoki Inoue đã tuyên bố từ chức sau khi bị bắt vì dính líu đến tham nhũng. Ông Inoue đã nhận khoảng 490.000 đô la Mỹ từ một ông trùm bệnh viện trước cuộc bầu cử của mình. Tuy nhiên, ông nói đó chỉ là một vụ vay lãi cá nhân. Phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Inoue tuyên bố từ chức, song kêu gọi chính quyền thành phố Tokyo tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị tốt cho Thế vận hội mùa hè năm 2020. Ông Inoue cho biết ông đã trao bức thư từ nhiệm của mình tới người đứng đầu hội đồng lập pháp thành phố. Tuyên bố từ chức của người đứng đầu thành phố Tokyo đưa ra chỉ sau 3 tháng khi ông Inoue đã giúp Nhật Bản giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2020. Điều này sau đó giúp ông Inoue trở thành một trong những nhân vật chính trị nổi tiếng nhất ở Nhật Bản.